Hình như con bông không biết hôm nay là ngày gì nha. Bông đâu? Qua đây coi. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, tròn là một năm ngày khai trương của quán á. Bây giờ ba có 10.000 nè, mua cái gì về làm kỷ niệm đi. Dù gì cũng là ngày khai trương mà, mua đại một chiếc bánh cũng được. Đây, lên lấy 10.000 á, cố gắng đi mua được cái gì cho được được nghe chưa. Bông đi đi. Cuối cùng cũng mua được đồ về rồi. Cho 10.000 không biết mua được cái gì nữa. Nhanh lên, ở đây, nhanh lên. Đây 10.000 mua được cái gì đâu. Trời ơi. Rồi, 10.000 mua được cái này nè. Ngon dữ trời. Bóp rau ra đây. Đó. Đây là cái bánh công sức của Bông đi mua nha. Nhưng mà thành quả cho cả hai. Tại vì hôm nay là ngày kỷ niệm một năm của quán. Nói chung là quán được một tuổi rồi. Thì bây giờ mình nghía vô trong quán coi mọi người cho một tuổi được cái gì nè. Đó, một tuổi thì quán xanh mát hơn. Nhà thì vẫn vậy thôi, cây thì có nhiều hơn. Còn đây là cái bánh mà kỷ niệm một năm của con Bông đi mua nè. Nói chung nhìn cũng được được. Thành quả của một năm cống hiến cho quán nha. Thì quán thì có tên hai tụi nó thì tất nhiên là bánh này sẽ được chia hai, đáng là chia ba mới đúng, bình nửa miếng nữa. Nhưng mà thôi, bình thì liếm với dao được. Nói chung bánh này ngon nha. Rồi, đến cái này, mỗi con sẽ được nửa miếng. Thấy bột ăn không? Một táp có mấy cái là hết liền. Bông có được nửa miếng nghe chưa? Biết rồi, công lao thì công lao á. Đây, của Bông. Bông ăn không? Bộ nhìn mặt không muốn ăn chứ nhỉ? Phải hấn hở lên được chưa? Công sức thì nãy giờ đi mua chắc cũng mệt lắm rồi đúng không? Hoa rồi. Ăn không? Cho xong cái không muốn ăn luôn vậy. Thầy muốn ăn cái cục này hả? Rồi, bụp ngồi xuống rồi. Bụp ngồi xuống, bụp ăn xong rồi. Có lắm. Bông đây. Làm quốc một miếng bự lên coi. Trời ơi, ừ, miếng thì bự. Coi như xong rồi đó. Một năm của quán đến đây là xong nha. Kỷ niệm xong rồi đó. Thành công của quán luôn có mọi người ở bên cạnh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến quán ủng hộ tụi mình trong một năm vừa qua. Còn làm lâu hơn thì tụi mình sẽ không biết nữa. Tùy thuộc vào lượng khách có ổn định trong thời gian dài sắp tới hay không. Nhưng hiện tại trước mắt tụi mình vẫn thấy ổn. Cũng mong quán sắp tới sẽ đông khách và tụi mình đỡ vất vả hơn.